An Thịnh Đầu Tư tập thứ 12. Ở đây thì hôm nay chúng tôi sang chia sẻ sang cái trang thứ hai của sản phẩm An Thịnh Đầu Tư. Thì anh chị thấy rằng là trên mỗi cái bảng minh họa quyền lợi như vậy á, thường nó có cái thông tin đầu tiên là thông tin về công ty. Nếu mà mình để ý kỹ thì mình thấy là nếu một công ty bảo hiểm mà người ta vừa kinh doanh sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, vừa kinh doanh tái bảo hiểm, vừa đầu tư vốn, thì chúng ta sẽ thấy rằng đó là một tập đoàn về bảo hiểm. Họ phải là lớn lắm thì họ mới kinh doanh tái bảo hiểm. Thứ hai, họ cũng cho thấy là giấy phép đầu tư của công ty cũng như là giấy phép điều chỉnh hoặc là giấy phép thành lập và hoạt động. Bên cạnh đó, họ cũng cho thấy cái vốn họ đầu tư tại thị trường Việt Nam và cũng cho thấy được trụ sở tòa nhà của văn phòng đại diện cũng như là làm việc của tập đoàn tại thị trường Việt Nam. Qua đó công bố các số điện thoại liên hệ, thông tin đầy đủ.